Còn ra âm, Ninja đã được con ra âm nữa, đội hình này con ra âm là này quá đẹp. Đội hình con ra âm với con Lulu là quá đẹp. Zama Poppy đi rừng thì hơi khó để kiếm đẹp nha. Có thể khắc chế cừu cứu sinh đến từ phía của Gam. Và phần nào đó Ragat đi khu đường trên cũng có thể là một phương án đối đầu cùng với Jack hiệu quả với bộ kỹ năng của vị tướng. Nhưng mà con Ragat ở đường trên đó, con Ragat ở đường trên thì nó sẽ được giai đoạn đầu. Nó sẽ được giai đoạn đầu, nó sẽ không sợ con Jack bên kia. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hàng kia Gam nó đã bích con Jack này on kèo khá là nhiều rồi. Cho nên nó cũng không sợ lắm. Với lại con Ragat này là con mà càng cao càng tốt. Con cái gác này là con mà thằng kia Aya nó cũng đã từng lấy ra nó đánh như là những cái con mà gọi là cận chiến rồi. Cho nên là tôi nghĩ là cái đối với cái kèo này thì tôi vẫn tin là thằng kia Aya nó sẽ có được cái giai đoạn đầu an toàn và đến giai đoạn sau nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ đánh được cái con cái gác này. Cái quan trọng là thằng Levi nó sẽ làm như thế nào đây? Cây ti mà không, tại vì đánh con kim tệ mà cây ti mà nó không xanh giống như trận, tại vì lại vô cái kèo mà Silas với lại con Lissandra mà đã một lần thằng cây ti nó bị thua rồi. Thì lần này mà thua nữa là con kim đẹp. Tới phút 15 là hai đồng nguyên ống. Hai đồng nguyên ống nha. Khá nhiều lượng khống chế thì nó cũng sẽ nguy hiểm. Nó sẽ khiến cho Miro trong ván thi đấu này anh ta sẽ cần phải suy xét nhiều cho các câu chuyện là đẩy lính vào trụ hay giữ lính ở một mức độ an toàn cho bản thân mình. Và tôi cảm giác như sự tự tin của Levi đã trở lại khi anh ta khóa vào rất sớm một kim red này. Đây là một chất tướng đi rừng vẫn trên cơ hơn so với Poppy nếu rồi, okay, đánh đánh rừng, và Levi lại là người làm điều đó cực kỳ tốt nữa. Chúng ta sẽ cùng 40 giây nữa rồi giờ hết kèo luôn rồi, cho nó chạy luôn đi em ơi. Cho nó chạy luôn đi. 40 giây nữa hết kèo rồi. Có một cái điều mà chúng ta xem ở đầu mỗi ván đấu khi mà có King Red á là con King Red đó có thể có cái tiền đề tốt hay không, chính là con cua đầu tiên. 50-50 hên xui, coi có được cái đồng nguyên ấn dễ ở cái tình huống ban đầu hay không. Thì thử coi là cái độ may mắn. Nhảy, bông nó nhảy, bông nó nhảy, bông nó nhảy. Gõ vô cái đầu nó có bông cái kia da ơi. Kia da không. Lấy cái dù cua gõ vô cái đầu nó cho anh bông kia da ơi. Tôi cảm giác là việc cái đồng nguyên ngấn đến từ GameSpot sẽ dựa khá nhiều vào cái khả năng để đến từ đội hình này của họ nữa. Có lẽ những cái khu vực đường dưới là cái nơi lo lắng nhiều hơn tí xíu. Còn lại với sẽ tay dài với cái chất tướng hiện tại. Ôi cảm ơn AB bọt, cảm ơn nhiều. Có thể tự tin rằng nếu như khu vực được cái trên, họ có thể nắm được tỷ lệ kiểm soát cao hơn một tí so với lại Rainbow Seven. Vâng, và tình huống cắm mắt sớm đến từ bên phía của Rainbow Seven là những con mắt mang thiên hướng phòng ngự. Một con mắt cắm tại bùa đỏ nhà họ, một con mắt cắm ở trước cửa sông ngưỡng vào khu vực bùa xanh của Rainbow Seven. Và có một điểm chung ở trong ván thi đấu này là hai người chơi rừng đều ăn từ khu vực cánh dưới lên. Đó sẽ có thể là một tướng cạnh tranh cua trên. Và để xem là hai đường đơn của Gamesport sẽ xử lý những đợt lính đầu tiên như thế nào. Liệu rằng có hỗ trợ cho Levi cho việc cạnh tranh cua đấy không? Đó là một cái điều rất quan trọng mà Gam phải chú ý. Tại vì con Kindred nếu như đồng nguyên ấn nó xuất hiện ở đúng vị trí mà Gam nhắc là 50-50 thì bắt buộc KT và Kia'Jah sẽ phải có mặt để có thể hỗ trợ cho Levi. Trong khi đó thì Sai do phải hỗ trợ cho Levi ở khoảng thời gian ban đầu, anh ta lại tiếp tục đứng trước việc là đối phương sơn cấp 2 sớm. Tạm thời trong khoảng thời gian này chắc chắn với cái sẻ tay giảm KT đang có và anh ta đang có cấp độ 2 nữa, nó khiến như thế đánh Gam Sport ở trong trường hợp cạnh tranh đồng nguyên ấn trong lúc mà có thể là nó rơi vào tay của con cua chẳng hạn thì chắc chắn nó sẽ có nhiều ý định. Tại cái game 1 á là tôi đang ngắm nhận dở chẳng ai ra. Cho nên tôi cũng chưa hiểu lý do tại sao mà con Lee Thanh ra mà nó có thể thua con bắt đầu di chuyển sang rừng của đối thủ. Con Silas cái đoạn đầu đến nỗi như vậy được. Và tôi nghĩ là cũng biết được một phần nào rồi. Nó có thể bị đẩy đường trong rồi nó bị đai trụ cái đó ở level 3 thì cũng không hiểu. Tôi không có nhìn thấy được cái đoạn đó, tôi không hiểu. Đối với Kia'Jah thì kèo này không phải là kèo dễ tấn công, nhưng xét riêng về khả năng đẩy đường với áp lực tới từ một con Jack thì Kia'Jah vẫn đang làm ổn để hỗ trợ cho Levi. Còn đây cấp độ 3, đó sẽ là cấp độ rất áp lực dành cho KT. Khi mà Silas có cấp độ 3 thì đây là vị tướng tấn công khỏe hơn. Và ngay lập tức Miro biết được lợi thế của mình, anh ta đứng rồi, lên cao ba, để KT không sợ lấy lợi thế đẩy đợt lính dần. Và đây là một điều rất nguy hiểm nha, tại vì lúc này cua chuẩn không bị ra, cho nên nếu như thế lính này thì KT nếu như di chuyển và giao tranh thất bại thì sẽ rất là lỗ. Tôi nghĩ nếu như mà KT mà gọi là đánh mà gọi là tự tin hơn á, đánh kiểu tự tin PK luôn á, cầm luôn cái dư chấn là không sợ con cái kèo này, không sợ kèo này ở những level đầu. Tại vì Jay là sẽ lời nha. Kia'Jah vẫn đang giữ được một bản lĩnh rất tốt và không hề có bất cứ một dấu hiệu gì về việc con Silas nó lao vô nó quýnh mình, mình đứt lại là mình đứt được cái dư chống và mình trâu lắm. Xong mình chạy kêu lại là mình lời. Mình lời mấy con lính đánh xa á. Mặc dù cấp độ 2, nhưng ta đang lời một tí xíu về mặt bóng. Mấy con lính mà gọi là đánh xa á, tại vì Silas sẽ tiếp cận mình á. Nó quýnh lính mình quýnh lại là mình lời hơn cái đó. Cua dưới có đồng nguyên ấn. Và Levi ăn được cái này. Sao bị rút lông trúng hoài vậy? Mất máu nhiều. Jin đang đẩy lên, nhưng Oddy đang di chuyển. Sao bị rút lông trúng hoài vậy? Lui về.
và họ sẽ lui về thành công. Ây da, ây da, ây da, lượng máu quá thấp tài liệu, Jin có cứu được. Ây da, Oddy đang chạy ra, anh ta không bị làm choáng ở trong trụ, chỉ có lính mà thôi, nhưng có mặt Mirio ở đây. Và Gam sẽ có câu trả lời bằng pha dịch chuyển đến từ KT. Hey, nó không chỉ dừng lại. Lấy hai bùa cái đấy. Ờ KT, hai bùa kìa. Tóc biến người ta tắt đường, hoa tóc biến người trở lại. Levi từ một phát bắn nữa, mà phát bắn kia cũng phải hy sinh trong tình huống này. Khu vực đường dưới dịch chuyển đến từ KT là vô nghĩa khi không có bàn đáp trả nào đến từ đội hình này của Gam. Tình huống dịch chuyển xuống dưới là hơi trễ tới từ KT và không giúp cho Phil Gam có thể phản công được trở lại sau tình huống băng trụ của đối phương. Ở tại cánh trên thì đó cũng là một tình huống băng trụ mà chỉ là một đối một mà thôi. Băng trụ cái này không có lợi, con gác nó đâu có sợ. Con gác nó có dịch chuyển lên nó cũng đâu có mất nhiều đâu. Đó là một pha gỡ gạc để phần nào nó bù lại cái đồng nguyên ấn. Nhưng mà Levi có đồng nguyên ấn không? Có à? Như vậy là có một đồng hả? Này thì chắc chắn là Gam không lời rồi, khi mà Rainbow Seven là những người có được hai mạng, còn Gam chỉ có một. Và Style bị làm chậm nhịp lên trang bị một tí khi mà anh ta không được hưởng lợi gì trong tình huống có một đồng. Băng trụ anh ta nằm xuống đầu tiên, không để lại bất kỳ một cái sát thương nào để có thể có được điểm hỗ trợ cả. Lỗ nhiều KT luôn á, lỗ là lỗ á, nhìn cái thằng xịt tay nè. Jim chạy thẳng ra đường giữa để hỗ trợ. Lỗ là lỗ thằng xịt tay nè. Của mình hiện tại vẫn chưa biết ai sẽ được người di chuyển xuống để nhằm mục đích là có được lượng xịt lính. Bây giờ con Saiya nó xanh nè. CEO ngay lập tức bắt đầu tận dụng nó để gia tăng thêm lượng xịt xoan. Giờ thằng xịt tay nó còn phải lên cái lưỡi hái nữa. Chính hướng di chuyển của Style sẽ giúp cho Thiếu Gan có ít lưỡi hái. Có được lợi thế của mười CS. CEO vẫn đang bị kẹt lại với những con lính, còn trong người đó Bobby là một người có đi đang chờ đợi một pha di chuyển ra. Còn hở hướng này thì KT vẫn chưa có được con đồ xấu. Lion có thể đang là rồi, đánh pha này có thể thua nha, đánh pha này có thể thua nha, thua rồi. Ta đã cố gắng bỏ chạy, ta đã biết chính kỹ năng và ta đã phải nằm xuống rồi. Xuất kiện quanh đây lắm, cùng hai người lao vào tấn công. CEO bắt đầu quăng drop của mình ra, Levin bị giữ chân lại và đúng đầu sân kêu tuyệt vời. Đó một kêu đã có dành cho Oddy. Miro chuyển sang mục tiêu đó là Jin. Jin không còn tóc biến nữa, Jin đã cố gắng bỏ chạy và ta đang tạm thời là không thành công và bạn đã có cho Miro. Khó rồi, đây thực sự là một tình huống khó cho bên phía của Gam khi mà đứng giữa của họ phạm phải sai lầm. Đội hình hai xa thủ không thẳng, không xanh. Quá sớm ở tình huống vừa rồi, Gam có đánh một mục tiêu không được. Rất to nhưng cái tốc độ ăn rồng của họ bị chậm và đối phương vẫn có. Bây giờ game này ít nhất là phải mất thêm hai con rồng nữa. Nếu như bên kia đánh đúng là ít mất ít nhất hai con rồng nữa. Cái lợi thế về gì về mặt nhân sự và sức ngưỡng sức mạnh. Chúng ta đã nói về việc ở đội hình của Gam cần phải có nhiều thời gian để có thể tăng tiến sức mạnh, nhưng mới chỉ là thời điểm phút thứ 5 mà thôi. Tại sao lại tổ chức một pha giao tranh mà bạn không thể nào, bạn làm sao với con Kindred và Jerry bạn đánh nhau được ở thời điểm cấp độ trước 6 với lại bên phía bên kia là Bobby Silas được. Đôi khi cái cơ bản nhất là cái hầm mộ hàng băng là bạn cần nhất rồi, nhưng KT chưa có, Katarina của họ vẫn nỗ lực để có thể chỉ vào khu vực hang đầu với một cái giá phải trả của họ. Đó chính là những mạng hạ gục, đó là rất nhiều mạng hạ gục chỉ dừng lại con số 1, cộng kèm thêm con rồng nữa. Cũng may là những mạng đó rơi vào tay con Poppy chứ không phải là rơi quá nhiều vào tay những chủ lực như là CEO hay là Miro. Và bây giờ thì Gam đang có định tấn công vào vị trí của Audi. Nhưng đây sao là Poppy còn W, cả Kindred lẫn Jack đều hơi khó để tiếp cận, nhưng đây là dùng đối phương đã mất kỹ năng. Không rồi. Làm gì được đó nhưng... Ui, Kiza hình như nhảy hơi sớm luôn ta. Không đánh hạt không nổ và bị Audi W lên luôn. Quang thùng đồ đang chờ đợi cơ hội để có thể đẩy vào từ chứ Audi hình á, ta đẩy vào người đá. Nó khiến cho cái tên cướp được đồng ý ấm luôn. Tương đối là bị hạn chế. Anh ta không có kỹ năng E để bung trong tình huống vừa rồi mà ngay lập tức cái thời game spot họ vẫn có thể lùi về được. Cướp được một đồng ý ấm. Đang thời thì vẫn có thể lùi về được và đứng dưới vẫn tiếp tục có giao tranh nơi mà Jin cùng với Style đang thực sự gặp khó khăn khi level 6 level 5. Sự thay đổi cấm chọn đến từ phía Rainbow Seven trong việc lựa chọn con Rakan khu vực đứng dưới đang thực sự phải tác dụng. Bởi vì họ sẽ có cặp đôi đứng dưới mạnh hơn một cách rõ rệt. Và nãy giờ chúng ta thấy là Style với lại Jin chỉ có thể đánh phòng ngự mà thôi. Khoảng cách về chỉ số lính giữa hai người chơi đường dưới đang là rất nhiều. Và KT đang bị giữ chân, anh ta kịp nhấn rồi bản thân mình. Nhưng đối phương vẫn đang đứng kế bên, sẽ không có sát thương dứt điểm đến từ Rainbow Seven. Tỷ số vẫn là 5-1 mà thôi. Có một câu hỏi tôi đặt ra, không biết nếu như KT mà rờ vào người của Oddy thì sao nhỉ? Tức là có thể có một mạng hạ gục hay không? Không, người ta chết rồi. Hơi nguy hiểm. Nó sẽ nguy hiểm hơn đúng không? Vậy thôi. KT với công pha xử lý nó đúng và nó giúp cho anh ta ít nhất là trong giai đoạn này anh ta vẫn đang có thể thở, và chính những khoảng trống này đang mở ra nó giúp cho anh Gam có thể nhắm tới việc là có được con xe khí đức. Bóng đen không có lượng năng lượng dồi dào, còn trong khi đó thì cái tình huống này tới từ với Rainbow Seven họ vẫn đang muốn sướng à, họ đang cần mọi thứ sự hỗ trợ. Bóng đang cố gắng câu giờ cái thức, anh ta không còn nhiều năng lượng lắm, anh ta có tóc biến người thao tác đi. Levi đang nổ được con xe khí đức, chạy chuột rút hết, chuột rút hết, Levi đang cố gắng chạy được thao tác đi, chuột rút hết, ta tóc biến lên ta giữ cho thủng và ngay lập tức Lion la vào. Không sao không kịp bật cuồng của sinh của mình, xe nhà khí đức có những cái da phải trả là chính bản thân Levi. Một pha mà đứng trên bên phía của Rainbow Seven đã mất chung cuối trước đó ở tại bãi người đá rồi, nhưng ta vẫn có đủ khả năng để câu kéo thời gian và câu giờ giúp cho Oddy cùng với Lion xuất hiện. Họ gỡ được một mạng sau tình huống sứ giả thuộc về bên phía của Gam Esports, và tôi hy vọng là con sứ giả này sẽ được tận dụng một cách hiệu quả để kiểm soát con giống tiếp theo.
Con sư giả này tôi đéo biết là thả cho ai, thả cho thằng xì tai cũng đéo hổ, thả cho thằng kia ra cũng đéo xong. Vậy cái đội hình này thằng kia ra nó cũng rất khó để nó vô thằng CL luôn. Bây giờ nuôi thằng kia ra sắp thì cũng khó. Và Levi đang rất là hạn chế về mặt trang bị. Ở thời điểm hiện tại, ngưỡng sức mạnh của Cam càng ngày càng bị đẩy về phía sau hơn. Tại vì những pha giao tranh diễn ra quá sớm và quá nhiều không đúng với chất đội hình của họ. Cái thứ duy nhất mà đây Cam Sport có thể gọi là thở phào một tí xíu đó chính là màn hai cục vừa rồi. Hai đất trụ rồi, hai đất trụ rồi chứ còn sinh ra hai đất trụ. Nguy hiểm ở trong giai đoạn sau khi Bobby lên đồ quá sớm, bạn quá trâu so với cái ngưỡng trang bị gây sát thương của bạn. Thì sự nguy hiểm của Bobby nó vẫn đáng được thể nhắc tới. Cho nên tạm thời như vậy thôi, chứ nếu đó là nói theo kiểu tích cực, chứ về mặt tiêu cực thì thực sự hiện tại Gamesport đang nhận khá nhiều thứ rồi. Họ đã bị thua tiền, bị thua mất rồng và họ chỉ gỡ được con sư phía đức, nhưng họ cũng phải trả giá bằng mạng hạ gục chính bản thân mình. Đấy, Levi tiếp tục giữ chân, bắt đầu bắn liên tục người Mero. Mero ngay lập tức sử dụng cái cuốn sinh của nó, ta đang muốn tìm một cách đẩy nhảy Levi ra khỏi cuốn sinh đó. Cuốn sinh này hấp công lực của các nhảy cuốn sinh một lần nữa được cung, nhưng kỳ này là dành cho Levi. KT đang tìm địa chỉ và chuyển sang đó là Oddy. Oddy đang muốn làm một chuyện gì đó nhưng mà không được, cần có sự giúp đỡ đến từ Lion. Lion di chuyển lên nhưng mà đến hỗ trợ cho đội mình. Bông đang chờ đợi cơ hội để có pha quăng thùng đủ đẩy KT vào trong thế khó. Bông vẫn đang đứng đợi, một con mắt lại được cắm ra để biết được hướng di chuyển của Bông. Bông bắt đầu nấp bình rượu, Bông đang chờ đợi cơ hội nhưng Bông đã đi ngang vào lượng tầm nhìn. Này, có đẩy thì hạn chế. Các thành viên của Rainbow Seven đang chuyển sang địa chỉ là Style nên lùi về trong giai đoạn này. Đây là một giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, tóc biến bao thân để bung ra và Lion sử dụng điều nhảy tiếp viện. Style đồng tiên đang được chọn luôn, đúng đúng chiêu cuối của mình, nhưng mà rất là có thể dứt điểm CEO. Chàng này Style đang tóc biến và ta đang bị đẩy một cái thế gõ, anh ta đang nằm xuống và bạn đã có gì là CEO. Tình huống di chuyển ra khu đứng giữa đấy thì cả hai người chơi hỗ trợ và họ không có được gì nhiều, nhưng sự trở lại đấy từ Lion là nhanh hơn so với những gì mà Brom của Jin có được. Và Style đã vào thế khó. Đó là một đợt lính có xe to và cái chiêu cuối đến từ Style không dọn nổi lính. Levi đang muốn phản công khu vực đường trên. Đây là một tình huống mà Levi với lại Kia muốn khai thác. À, tốt. Đầu tiên thả công sứ giả trước đã và đẩy lui đối phương về. Bông quyết định sẽ ở lại để thử. Giết luôn không? Giết luôn không? Giết luôn không? Giết luôn không? Không có tông tuyển gặp, quyết định tràn vào hoặc là cản thành công hay không? Vẫn hay. Cản thành công, Bông được câu. Hay. Thời gian cuối cùng ta cũng phải gục ngã nhưng trụ vẫn Levi. Ai à? Chắc chắn là các thành viên của bên phía Rainbow Seven họ cũng hài lòng với Dương Bông đã cầu kéo khá nhiều thời gian, bóng còn đổi được mạng đổi mạng nữa. Chứ nó chắc chắn là các thành viên của Rainbow Seven. Hay là đồng ý ống vừa ra luôn má, giết pha này ăn được con cua trên là ngon rồi. Chấp nhận đổi đến từ Levi khi anh ta nằm xuống lần thứ tư trong ván thi đấu này. Nhưng anh ta lại có được mạng thứ hai và phần nào đó giúp... Má, ngay nước chủ, đau quá vậy ta. Kia Gia sẽ có lợi thế về mặt chỉ số lính. Hiện tại cách biệt về chỉ số lính ở khu vực đường trên đang nghiêng hoàn toàn về cho đường trên bên phía của Gam, và đó là bốn giáp trụ mà Gam đã khai thác được sau khi có mạng vào. Cái này đợi nhịp tiếp theo nha, cái này đợi thêm một nhịp nó ngon quá nha. Để có thể có được pha lập lui nha, xong cái đợi thêm một nhịp lui vô lại thêm cái nữa là ngon rồi. Dù vậy thì Gam có được điểm sáng lớn nhất đi hai nhịp là ngon, chính là Kia ở khu vực đường trên với một chỉ số lính vượt trội. Chỉ tiếc một tí là cần phải có được cái trụ một đường trên sớm để có thể hoàn thành mũi điều sát thần và giải phóng Kia Gia ra khỏi đường trên. Mất mất hai đồng rồi. Đó, họ sẽ cần phải có nhiều hơn là so với lại mất hai đồng. Cái thế này là mất luôn cái trụ đường dưới luôn. Cái thế mà Levi đi lên trên là mất luôn cái trụ đường dưới luôn. Hết đi nè, nếu mà nó đi xuống dưới. Lượng chỉ số phạm hơn, trang bị dịch vụ quan trọng hơn hết. Họ có hai con rồng ở nửa cái dưới trong khoảng thời gian này. Rồng công nghệ sẽ là con rồng linh hồn và nó cũng sẽ là con rồng của các thành viên Rainbow Seven. Rất muốn. Đợt này làm trai với thằng kia về là biết điều là phải chạy đi ra mid luôn, lên top hay gì đó chứ không chạy support nữa. Lợi với Lissandra không có nhiều lợi thế đi đường. Jerry của Style đã nằm xuống tới hai lần và bắt đầu là nó biết điều đó, nó biết nghe tôi con đó mọi người ạ. Kia lao vào làm mềm trước, họ có thể cân nhắc việc bỏ qua con Ragaz này để tấn công trụ hay không đây. Tôi nghĩ là được, lượng sát thương của Bông hiện tại với cái đá vĩnh hằng là với thêm chi gậy thôi là không đủ hổ quyết định băng trụ. Đang bắt đầu tấn công quăng thùng đủ đừng đẩy đà, biết đây là sao đây. Video đang gặp vấn đề lớn, Style đang tiếp tục diễn chương rồi. Hey! Tóc biến đập mặt tường vừa rồi, Bông thì nằm xuống của đường trên, còn đó đi vừa rồi tóc biến đập mặt tường. Chúng ta đang có một chút xíu lợi thế ở trong pha giao tranh ở cả đường trên và đường giữa, nhưng khoảng trống rất là mênh mông dành cho xạ thủ của Rainbow Seven khi mà anh ta đã có được trụ đầu tiên của ván đấu ở khu vực đường dưới. Oddy đang lao thẳng tới nhưng cho nó vô, cho nó vô đánh được. Có cụ cứu sinh. Đã có hai người bị kẹt. Hey! Cụ cứu sinh liệu có cứu được Style và Levi hay không? Băng địa chấn tung ra, Levi chạy ngược lên nhưng Style thì không chạy được. Đánh ngất người có thể giúp cho Levi chạy nhưng Gam cũng đã mất đi xạ thủ. Hay là thôi. Cố gắng lê từng bước một về tới trụ.
Còn câu chuyện của mình trên thật ra đang là một vấn đề khi Gia để xem là bấm B về kịp hay không đây, khi mà Seiya đang khiến chỉ sử dụng cung phong linh và tất cả mọi thứ đang dồn vào người kia. Gia mất tốc biến, nó thủ tốc biến này. Ủa sao vậy? Khoảng thời gian có là quá nhiều dành cho xạ thủ của Rainbow Seven để anh ta có. Ủa sao vậy? Về nhà giải phóng tiền và sau đó trở lại khu được nhiều quá. Kia đã hơi dướn trong tình huống đẩy cao của mình và anh ta đúng là đã hơi dướn trong việc đẩy cao để có thể khai thác những lượng tài nguyên. Ngay lập tức anh ta đã phải trả giá. Xạ thủ của Rainbow Seven thực sự đang có ván thiếu xanh xả. Anh ta chắc chắn sẽ là người cầm một lượng trang bị bóng sứ giả này rồi, bây giờ đánh xuống boss được lại thôi, đánh khai thác thằng bóng tiếp. Ăn được trụ đường dưới một mình đó là trụ đầu tiên, sau đó chiếc điểm thêm chia ra sau pha di chuyển. Sứ giả này muốn đánh luôn hả? Muốn đánh là khó không? Tốt nhất của bán đấu, đây là một điều mà Gam cần. Muốn đánh là gung không? Chiếc điểm được CEO, tôi thấy như họ đang chạy phía của ta thì phải. Một tình huống đơn giản là CEO biết được. Muốn đánh là gung dò không? Một điều mà không biết. Không có tốc biến. Để cho thằng kia ra chơi đi, để cho thằng kia ra chơi đi. Tốc biến là Levi với lại thằng Sky tranh thủ ăn thêm miếng nữa. Rất nhiều những tài nguyên của cả hai. Con sứ giả này không giải quyết được vấn đề đâu. Chuyển nhanh ta không có tốc biến để có thể xử lý giao tranh một cách tốt hơn. Bên phía bên kia thì mặc dù Seo đó không có tốc biến nhanh, ta lại có báo tố nổi dậy và trong khoảng thời gian không có cứu cứu sinh, Levi cũng không tự tin bước ra khu vực hàng sứ giả. Trên người anh ta đã không có tốc biến. Có lẽ sẽ là một pha này thua là giống như pha của GG luôn á, là cút luôn game á. Bỏ mãi được không, tại vì lúc này đã là hai rồng nguyên tố và thêm một con sứ giả nữa dành cho bên phía của Rainbow Seven. Tôi không biết là liệu Levi vừa có được ngưỡng chạm được cái ngưỡng sức mạnh đầu tiên của mình với móc diệt thủy quái đã hoàn thành sau 3 điểm hạ gục có được. Nhưng tôi chỉ lo là lúc này con Saya nó hơi khỏe quá. Sẽ có một khoảng thời gian mà Gam biết được đối phương không có tốc biến. Trong khoảng thời gian này nếu như có thể tắt điện được CEO thì cơ hội mới thực sự trở lại. Em này còn xong còn cơ hội không? Mà có em cơ hội mùa sau em. Cơ hội chung kết thế giới em. Giờ với ai thì mất tuổi rồi em. Băng đến từ KT. Chính là lại quá dễ đoán đi. Hướng từ KT từ nãy giờ đều bị phát hiện và quan trọng hết những con mắt được tập xuyên suốt ở ngay khu vực trường của đối thủ là một những nguyên do rất dễ dàng thôi. Video sử dụng băng điện dẫn đẩy Jin ra sẽ cho nó không ngay lập tức có được trụ một khu vực giữa. Và nếu như có được cái trụ một khu vực giữa này thì có được lượng tập dịch sâu vào trong khu vực riêng của Gazlock là chuyện dễ dàng có thể xảy ra. Cách biệt là con số hơn 2.000 tiền cùng với hai dòng nguyên tố dành nè, cho phía Cam đao lợi, game này hai xạ thủ, một con giác đang xanh, đang cực kỳ xanh hơn bên kia không? Xanh hơn. Dưới đó sẽ là một khu vực rất tối tầm nhìn. Gam có một vài con mắt cắm ở khu vực phần cam đao lại. Nhưng thời điểm này chưa phải là thời điểm hợp lý để họ thực hiện những pha di chuyển. Một xạ thủ thôi, tôi nói một xạ thủ, chẳng còn một xạ thủ rưỡi. Tại đường giữa cùng đường một xạ thủ gửi ngắn để sai cùng với kia không, không phải là hai mà là một xạ thủ gửi. Jin cùng với Levi bắt đầu di chuyển và giải mắt lại xong vẫn chơi được. Có cái dấu hỏi là không biết là Levi đã có bao nhiêu cái đồng nguyên ấn rồi. Tôi nghĩ là sao là không nhiều, tại vì nãy giờ Gam không có được ưu thế cho nên việc Levi đi vào rừng của đối phương và có thể tìm được những cái bãi quái rừng để có được đồng nguyên ấn nó rất là ít. Trong khi đó thì KT hiện tại cũng đang tôi nghĩ cũng khá là yếu nha. Chúng ta sẽ cần phải có thêm những ngưỡng trang bị nhất định nữa. Một cái điểm tích cực chúng ta hãy nhìn đó là Lissandra ra đây là một con tướng theo thiên hướng Mcplay, cho nên đôi khi bạn sẽ cần giữ chân 400 năm đôi khi làm tròn lên năm được anh em cứ yên tâm. CEO nữa thì chuyện nó cũng sẽ tương đối là đơn giản, chắc nó sẽ không thể nào dễ như chúng ta đang nhắc tới rồi. Style bắt buộc phải lướt qua phía bên kia tường để tránh trường hợp bị đẩy vào tường. Anh ta cần nhảy càng sớm càng tốt, nhưng chính những thủ nhảy đó lại khiến cho cái thế đánh rất là bình thường. Block sẽ tương đối để hạn chế, rất tối tầm nhìn. Poppy của Ari cũng rất xanh và anh ta sẵn sàng lao vào với những tiểu mở giao tranh của mình. Gam đang dần dần di chuyển chung với nhau để lấy tầm nhìn trước đã. Con đường băng giá được xử lý và CEO đã bị đẩy ra, chưa có tốc biến đó. Má gà, pha này buộc đấm nè, pha này buộc đấm mới ép nè. Biến thời điểm này rồng vẫn đang xuất hiện trên bản đồ và Gaesport. Cái thế vào quá khó. Rainbow Seven pha này buộc đấm mới ép nè, không có thế vô luôn, mất hết tầm nhìn rồi. Mất tầm nhìn hai bụi cỏ rồi. Và cơ hội Gaesport cũng đang dần dần bị giảm. Để xem Gam sẽ muốn làm gì để Gam hình như muốn giao tranh. Sứ giả quyết đang chờ đợi. Rồi xong. Cút luôn. Sứ giả quyết tiếp tục được hai người bắt đầu bóng, bắt đầu lao vào và Style đang bật chiêu cuối mình lên cố gắng bắn. Hai. Nó dồn vô kia nha. Bóng được giữ chân lại, bóng bị kẹt lại. Thằng tay bắn được. Cơ hội đánh là đây đối với Gaesport và Kia đang đẩy Miro trong thế khó. Miro đã bị tách ra, Zio đã bị tách ra, Zio đây là một tiền đường được chấm tới. Zio đang bị áp lên một tình huống chuyển. Nãy sơ. Zio sẽ phải nằm xuống. Ta yêu đừng đánh ngọng nữa em ơi. Ta yêu đừng đánh ngọng nữa em ơi. Cái mà em thật đánh ngọng em không đánh. Cái mà em không đánh ngọng em lại đi đánh. Nó ba ngọng rồi ăn bao nhiêu mạng cho đủ. Không gây quá nhiều sát thương vào rồng và chờ Levi trở lại. Họ đã có thể có được tình huống cạnh tranh trừng phạt 50 đồng giữa hai người chơi rừng. Nhưng vì Gam không giữ được nước máu rồng ở một nước máu an toàn
thì đó lại là một cơ hội để Oddy có thể thiện pha trừng phạt của mình và mang lại con rồng nguyên tố thứ ba cho bên phía Rainbow Seven. Tuy nhiên Gam vẫn làm được một trong hai điều rất quan trọng. Chúng ta mất con rồng nguyên tố thứ ba nhưng đã làm được điều mà chúng ta đặt ra trước pha giao tranh, đó là tắt điện được CEO trong khoảng thời gian ta không có tốc biến. Và giờ đây là một cơ hội khi Oddy là người được chọn. KT và Levi lao vào, tôi nghĩ họ sẽ có đủ sát thương. Miro quyết định hỗ trợ kia nhảy tới làm chuẩn. Oddy vẫn có thể chạy được xuống đây hành trang hai người và Gam kẹt lại trong rừng của đối phương. KT còn 200 máu, anh ta tốc biến bỏ chạy cho đối phương tràn theo kia bị làm chuẩn. Ba người của Gam nằm xuống. Họ tại sao lại phải cái một tình huống là nó nguy hiểm tới như vậy? Đâu còn cơ sở gì để đánh ở khu vực nửa cánh dưới này. Rừng của đối thủ cũng chả có gì để có thể đánh nhau. Và quan trọng hết, con rồng của đã không còn nữa. Nhưng Gamsport họ vẫn dấn thân mình một tình huống quá khó. Họ nghĩ rằng họ giết được Oddy, nhưng thực sự Oddy quá trâu với cái ngưỡng trang bị đang sở hữu trên người của mình. Vâng, và anh ta còn có cả tốc biến để có thể câu thêm thời gian. Và thì cũng phản công ngược lại đến từ Rainbow Seven, mang lại cho họ ba mà hạ gục tại cánh trên. Cánh đang được coi là gánh team trong ván thi đấu này của Gam Esports. Đó thực sự là một tình huống đáng tiếc khi mà Gam lại mất đi quá nhiều lợi thế vào tay đối phương. Và lúc này nhìn vào đội hình bên phía của Rainbow Seven, rất nhiều thành viên của họ đang xanh trong ván thi đấu này. Cụ thể thì Miro đã có lại những mà hạ gục để con Slash trở nên nguy hiểm hơn với những tướng băng vào của mình. Còn Seo thì mặc dù bị shutdown nhưng ta vẫn đã có được ba mà hạ gục trước đó và đã có đồ hai rồi. Trên lệch về tiền, cộng với rồng bây giờ thường thì một con rồng tính sơ sơ khoảng chừng 1.000, 3.000 cộng với lại 3.000 đang có nữa là 6.000 trên lệch dành cho Rainbow Seven. Và giờ đây chỉ cần kích được linh hồn rồng công nghệ nữa thì chắc chắn Gam sẽ không thể nào vượt qua được khoảng cách về sức mạnh, đó là trang bị và linh hồn rồng giữa họ và Rainbow Seven. Rainbow Seven đang bắt đầu thiết lập từng con mắt vào khu vực không chỉ là rừng của đối thủ mà họ đang chiếm hoàn toàn lượng tầm nhìn ngay khu vực hàng bao đồi này. Không hề có cơ hội dành cho Gamsport để chạy vào đây để cho mục đích là hỗ trợ. Phía Gia đang đẩy cánh dưới và anh ta bắt buộc phải lên team băng ở món trang bị thứ hai. Bởi vì ta biết đối thủ trước mặt của anh ta gần như 100% phải là CEO. Nhưng điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến cánh đầy lẻ của Kiaya khi hai người đường đơn của đối phương đang là những phép thực phép rất lớn tới từ Mero cùng với Vong. Và nó có lẽ sẽ khiến cho anh ta không đủ khả năng để có thể đàn áp được hai đường đơn của Rainbow Seven nhằm có những lượng trụ ở cánh đầy lẻ cho phía Gam Esports. Còn KT, tướng chất tướng của anh ta rõ ràng là chất tướng không thực sự hợp lý để có thể đẩy cao ở tại đường cánh rồi. Gam đang muốn Onin vào trụ một khu đường giữa đối phương. Họ đang muốn làm chuyện đó. CEO hiện tại đã còn vẫn còn top biên cũng như là thanh tẩy của trưởng băng vĩnh cũ, chỉ mang tính chất là làm chậm CEO liên tục của nhà pha rút long về để cho mục đích là đẩy lính. Còn trong cái đó thì khu vực đường dưới kia vẫn đang nỗ lực đẩy nhưng nó vẫn là con số không, bởi vì càng đẩy vào bên trong thì Mirio vẫn có thể thủng cách cực kỳ khỏe khoắn. Anh ta có dịch chuyển cho nên ta không hề lo sợ về cái vấn đề là đánh ở cánh khác anh ta sẽ bị thiếu. Còn trong cái đó trụ một đường trên, do đó trước đó lượng tầm nhìn quá đầy đủ giúp cho phía của Rainbow Seven tự tin di chuyển và có được điều mình cần thiết. Kích hoạt Baron thử coi như thế nào, nhưng pha di chuyển này khiến cho bên phía của Gam bỗng tức là bạn là bên phía của Rainbow Seven đang gặp vấn đề ở ngay khu vực công trình. Kia đang đánh nhau với Miro, Miro đã lấy chiêu cuối đường sắt và ta đang có một pha bung nghe không thành công lắm. Kia đang liên tục có những tình huống né chiêu khá là ổn nhưng mà nó vẫn chưa đủ để khiến cho bên phía Gam tự tin rằng là họ sẽ nâng cấp thêm số lượng mà công trình hoàn được. Gam đang rất muốn có trụ một khu đường giữa đối phương nhưng Saya hai đồ của đối phương đang phòng thủ quá tốt và khoảng trống cánh trên chắc chắn là có dành cho Rainbow Seven để họ có trụ trước đó rồi. Nhưng một điểm sáng vừa rồi thì Kiaya đã có những tình huống xử lý từ nhà tới trường, nó gõ thằng xin lá, nó gõ mở ra một thế trận có thể là thoáng hơn cho Gam trong việc kiểm soát con rồng tiếp theo. Còn Saya thì được cái đau tính của Gam đẩy trường và chặn một đường giữa của Rainbow Seven, tốc độ dọn lính của CEO là quá nhanh. Gam đang có ý định chạy về phía hang Baron, tôi nghĩ rằng chỉ dừng lại chuyện là phá tầm nhìn mà thôi chứ họ không thể nào đủ sức có thể ăn được. Họ vẫn đang chờ đợi Stai đạt được ngưỡng trang bị thứ hai, nhưng trong pha giao tranh tiếp theo con Saya này bảo tố nổi dậy, cung phong linh, đồng hồ, thanh tẩy, tốc biến, sao nó chết được đây? Có rất nhiều công cụ, chỉ có một trường hợp là tách ra được như là cái tình huống mà khu vực nửa cánh dưới chúng ta thấy mà cái pha mất rồng đến từ bên phía Gam Esports thì họ có thể dựa trên cái cơ sở đó được. Nhưng để có thể làm được một tình huống như vừa rồi thì phải dựa rất nhiều vào cái cách mà Kia di chuyển như thế nào và bắt CEO ra làm sao. Lion bắt đầu di chuyển và bắt đầu hỗ trợ cho CEO lượng tầm nhìn đến từ Gam Esports ở trong khoảng thời gian này để biết có bao nhiêu người có ngay khu vực đường giữa là vẫn có cơ sở đấy. Nhưng khi mà con rồng xuất hiện rồi thì sẽ rất khó để có thể giúp cho phía Gam Esports tự tin rằng họ chạy vào khu vực hang rồng mà không bị dính bất cứ một ai phía bên kia. Rất rằng đây có thể là tình huống giao tranh 5 năm diễn ra. Levi đã có gì đen món trang bị thứ hai, đó là một điểm sáng. Anh ta cũng đã có ngưỡng sức mạnh đầu tiên rồi. Quyết định không kích vào con đường băng giá lần hai và lấy đi chiêu cuối. Rồi, lôi nhẹ.
Lượng tầm nhìn của Gam vẫn đang là tương đối hạn chế. Phía sau đối phương có một con mắt kiểm soát để Gam có thể dịch chuyển, nhưng có lẽ sẽ không phải là những tình huống ưu tiên dịch chuyển để có thể tấn công tuyến sau, mà sẽ là những tuyến trước mà thôi. Nhìn đi trước luôn, nhìn đi trước luôn. Thác bỏ đi, bắt đầu tấn công vào đó. Kia bắt đầu lửa góc được, có thể tấn công được người CEO. CEO đang đứng một góc cực kỳ thoải mái, được có thể bắt đầu tung ra những quả lâm của mình. Sai sử dụng kỹ năng để mà rất là tách đối thủ ra. CEO đang ở đứng ở giữa và Kia bắt đầu sử dụng kỹ năng của mình, lấy được bảo tố để nhảy. Kia lo lên sử dụng băng này, hầm mồi vi chính bản thân mình. Kia phải nằm xuống. Levi đang chờ đợi cơ hội để nhảy xuống và hỗ trợ đồng đội. Và Sai sẽ là người cướp được rồng, nhưng Kia phải trả sẽ là những ai. Levi đang muốn nhảy qua từ nhưng mà không được xuất hiện mình trái, nhưng mà đúng nhằm mục đích là bắt cho mình được Sai. Sai vẫn đang nỗ lực để bắn, nhưng Miro đang di chuyển tới chờ đợi để coi những thủ quan nhưng quan không thành công lắm. Sai đang sắp sửa phải nằm rồi. Miro sẽ đánh ngất ngư. Sai đang cố gắng rút lui để Sai nhảy được qua tường và tạm vẫn cùng cái đội phạt được, nhưng mà John thì nó là cho bên phía của Rainbow Seven. Đó là một tình huống giao tranh mà Levi đã bị tổng tà quá vừa rồi. Anh ta đi vòng một đường quá xa với phần còn lại của Gam. Kia cùng với KT đã lao vào mở, nhưng tình huống mở của KT cũng không thực sự là một tình huống mở đẹp. Cái vòng tròn lạnh giá của anh ta nó không giữ chân được bất kỳ thành viên nào của Rainbow Seven lại cả. Và khi không có được khoảng trống để hai xạ thủ Gam cùng nhau bắn vào một mục tiêu, thì điều đó là một điều quá khó để thắng giao tranh cho đội tuyển phía Gam Esports. Họ sẽ mất con bàn đo đầu tiên của ván thi đấu này. Tất cả mọi thứ đều đang ủng hộ cho Rainbow Seven để có được chiến thắng ở trong ván đấu quyết định này. Con đường vòng của Levi, anh ta bị hất về thì đúng hơn là bị đi đường vòng. Anh ta bị dính cái sứ giả phán quyết, bị hất về một góc quá xa trong vòng thành này và khiến các tình huống lao vào của Kia cũng như cả KT bị hớ. Và mặc dù đã là một nỗ lực để cướp ngược trở lại con rồng với tình huống trừng phạt của Levi, nhưng thắng giao tranh là điều không thể. Một cái may mắn đó chính là trong tình huống này Sai không nằm xuống, nhưng Sai nằm xuống thì cảm thấy cái ván thi đấu này sẽ còn đi xa ác nữa. Nhưng đây vẫn đang là một con series chưa thực sự gọi là ổn định lắm. Liên tục là những tình huống bị bắt bớ, và quan trọng hơn hết đó chính là đội hình hai xạ thủ Gasport. Thật ra cả hai cũng đều đang gặp vấn đề cả, không chỉ về mặt trang bị mà KDA cũng như là tất cả những chỉ số còn lại họ đang có một dấu hiệu tương đối là bị yếu. Khoảng cách về tiền với lại tài nguyên này thì chắc là chỉ có chờ bên phía Rainbow cho phải bóp cỏ 3-4 người á thì may ra mới có thể gỡ được. Tại vì tức là cái bãi cỏ họ bóp nó phải bự như cái sân bóng á, thì tôi cảm giác là nó mới dễ, chứ không thực sự quá khó rồi. Quyết định gỡ trụ tiền thưởng mục tiêu đến từ Gam. Tất nhiên hai cánh của họ đã bị khoét. Có sáng mai sáng dương nha. Được giữa. Trụ tiền thưởng mục tiêu đầu tiên cho Gam vẫn còn một vài con lính, trong đó có xe to để họ có thể tấn công thêm. Họ muốn bắt Miro. Miro đã lui được khoảng trống khu đứng dưới dành cho Shell. Sự kia cứ nghe đứt như này. Gam hài lòng với hai trụ, nhưng việc rút lui để phòng ngự đối với họ lúc này sẽ gặp một rào cản lớn. Người đang gặp nguy hiểm sẽ là KT, và KT đang sử dụng con đường băng giá thì rất là phát kỳ. Còn trong đó Rainbow Seven họ đang có những mục tiêu trao đổi rất tuyệt vời. Họ có thể có được một cửa ở khu vực đường dưới, và nếu như được nhiều hơn nữa thì nó sẽ rất tuyệt vời khi một cửa đường trên đang được đẩy vào. Nhưng mong muốn nhiều khả năng đẩy lính lắm, và ngay lập tức cần phải có vương miệng để nhằm mục đích là phát đi. Tôi đang thấy được dấu hiệu đánh từ Gam Esports, nhưng họ hiểu được vấn đề nếu như đánh trong thời điểm này là quá là mạo hiểm đi. Họ sẽ lùi lại. Công trình đang liên tục bị mất đi đến từ các thành viên của Gam, và họ không có cách nào được thể gỡ được cả. Còn trong khi đó thì Rainbow Seven vẫn đang tiếp tục bay rất cao, bóng đang bị bắn và bóng đang cần phải lùi dạp tí xíu. Lion đang bị kẹt lại ở khu vực bức tường và ngay tức là sử dụng điệu nhảy tiếp viện để có thể thoát. Còn trong khi đó thì những cánh còn lại của Gasport đơn giản là một cái thế phần đứng từ phía Rainbow Seven mà thôi. Thập bộ hàng băng giữ chân lại, bắt đầu quăng thùng rượu và Levi đã bị kẹt lại. Cú cú sẽ được bung ra và cái tức Levi đã cố gắng thoát đi băng để chấn để bung ra và một pha lao vào đi và nó hất tung được Sai bắt đầu quăng lao vào người Sai, và Levi đã phải nằm xuống rút lòng chưa dừng tìm được Sai đi đây mục đích là bắt cho bằng được đối thủ. Và Sai đã bị giữ chân lại, bóng đang bị dính kiệt sức và Sai vẫn đang được bắn, Sai vẫn đang thở được, nhưng lượng máu này không cho phép Sai bắn tiếp. Nhà lính thì nó sẽ bị nổ mà thôi, nhưng ít nhất là giai đoạn này Rainbow Seven vẫn có thể nghĩ tới một câu chuyện, là Gasport họ vẫn có thể nghĩ tới một câu chuyện là giai đoạn này họ có thể thủ được hay không. Đây vẫn đang tìm một cái để thủ trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên đã đổ, và hiện tại cái đội của Rainbow Seven chưa thể nào có thể kết thúc được cái trụ thứ hai. Nó vẫn đang tương đối mông lung. Một pha đúp lòng rất hay, Miro gây tốc lao và tấn công vào tay giữ chân được KT, và Sai đang được mục tiêu được chọn. CEO đang bị trụ bắn khá là đầu và ta đang cần phải lùi về, nhưng Sai không còn nhiều cơ hội lắm. Rainbow Seven đã nhắm tới nhà chính và họ là đội chiến thắng chung cuộc của cặp trận đấu này. Quá đáng tiếc dành cho Gam, và đây là ván thua thứ tư, đồng nghĩa với việc Gam sẽ phải chia tay với MSI 2023 sau hai vòng đấu BO3 mà thôi. Một ngày thi đấu mà họ đã có những khoảnh khắc để có thể trở lại trong cặp trận BO3 này, họ đã có những khoảnh khắc trở lại trong một game đấu, nhưng rất tiếc là màn trình diễn của họ tại bán đấu thứ ba không thuyết phục.